Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 19 của bộ truyện Xuyên Thành Canh Gục Tại Dị Giới, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc Trang Đắc. Thì trong tập trước, sau khi tu luyện thì Cố Thanh Phong đã gặp dị biến. Liệu rằng điều này có gây ảnh hưởng không hay sẽ khiến mên mạnh hơn? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Đợi sau khi chuyển biến xong toàn bộ, nguyên khí màu đen như mực kia giống như bộc phát ra một trận hấp lực cực mạnh, tham lam hút lấy những nguyên khí mà Thăng Nguyên Đan phóng thích ra không ngừng để làm tráng kiện bản thân. Đây rốt cuộc là tình hình gì thế? Nguyên khí thật bá đạo. Cố Thanh Phong âm thầm kinh hãi, vốn dĩ hắn cho rằng nguyên khí Long Thần cũng đủ bá đạo rồi, nhưng nguyên khí màu đen biến dị này lại còn bá đạo hơn. Quả thực bá đạo đến vô lý. Không phải ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi đó chứ? Nếu vậy ma mà tẩu hỏa nhập ma có tính là yêu ma hay không? Cố Thành Phong đang tính chấm dứt tu luyện, nhưng sau khi cảm thụ được cảnh giới của mình nhanh chóng thăng lên, đã sắp đạt tới tụ khí thất trọng, hắn quyết định tiếp tục tu luyện. Trong suy nghĩ của hắn, thân thể của mình rất mạnh, cho dù nguyên khí này nổ tung trong cơ thể cũng sẽ không đả thương đến bản thân. Huống chi tẩu hỏa nhập ma, kết quả xấu nhất cùng lắm cũng chỉ là giống như trở lại trước khi giải phóng tu vi thanh linh mà thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến thực lực. Cứ như thế mà tiếp tục tu luyện, nguyên khí trong cơ thể Cố Thanh Phong không ngừng tăng cường, cảm giác thoải mái nồng đậm nhộn nhạo tứ chi bách hải của hắn. Một lúc lâu sau đó, phụt, một tiếng vang rất nhỏ từ trong cơ thể Cố Thanh Phong chuyển đến, giống như có một tầng màng mỏng bị đâm thùng. Khí thế trên người hắn chợt tăng lên, rõ ràng là tụ khí thất trọng. Cỗ khí thế kia mặc dù là tụ khí thất trọng, nhưng càng thêm chân thật hơn so với thất trọng bình thường, làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề. Bỗng dưng Cố Thanh Phong mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tụ khí thất trọng, không thể tưởng tượng được. Nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới tụ khí hậu kỳ. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói. Tụ khí lục trọng và thất trọng cách nhau một trời một vực, đại biểu cho khoảng cách giữa trung kỳ và hậu kỳ. Cái này giống như học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Tụ khí ngũ lục trọng tương đương với cấp học từ lớp 1 đến lớp 9, mà tụ khí thất bát cửu trọng thì là từ lớp 10 đến lớp 12. Cho nên tụ khí lục trọng đến thất trọng xem như là một biến chất, cũng là một đạo khảm tương đương với thi trung học. Mà bây giờ Cố Thanh Phong có thể tự hào nói hắn đã thi đậu rồi. Chỉ là nguyên khí màu đen này rốt cuộc là sao thế nhỉ? Cố Thanh Phong lâm vào trầm tư, hắn bắt đầu dùng nội thị không ngừng quan sát nguyên khí trong cơ thể mình, cũng dùng linh hồn lực không ngừng quét đặc tính của nó. Một lát sau, hắn rút ra được kết luận, nguyên khí biến dị chắc là vì có hắc long bất diệt thân, bởi vì tính chất của nguyên khí màu đen này rất giống với hắc long bất diệt thân, cuồng bạo, bá đạo mà tốc độ khôi phục cực nhanh, cũng có thể giải thích là hồi khí hoặc là tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, có một loại cảm giác lúc nào cũng đứng ở dưới suối nước. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là nguyên khí màu đen này là sau khi mình đạt được hắc long bất diệt thân mới xuất hiện. Đây là lần tu luyện đầu tiên từ khi hắn có được hắc long bất diệt thân. Cùng một loại công pháp, nhưng theo biến hóa của thể chất, nguyên khí sinh ra cũng xảy ra biến hóa. Nói thật điều này có chút không phù hợp với lẽ thường. Theo lý thuyết, tất cả người Cố gia tu luyện long thần công, lực lượng trong cơ thể đều là cùng một tính chất, hơn nữa đều là màu đen nhạt. Thể chất người với người đều khác nhau, nhưng bởi vì tùy công pháp, sức mạnh sinh ra chắc chắn là giống nhau, đơn giản chính là có cao có thấp mà thôi. Nhưng đến chỗ Cố Thanh Phong, thể chất thay đổi, nguyên khí thuộc tính thế mà cũng thay đổi. Giữa Long Thần Công và Hắc Long Bất Diệt Thân chắc chắn đã xảy ra phản ứng không ai biết. Thế nhưng cảnh giới võ đạo hiện tại của Cố Thanh Phong quá kém, cũng không thể lý giải. Có điều chuyện như vậy đối với Cố Thanh Phong mà nói, tuy rằng không thể lý giải nhưng lại rất dễ tiếp nhận. Dù sao ở kiếp trước của hắn cũng có một gã như vậy. 100 lần hít đất, 100 lần gập bụng,
10.000 mét chạy dài, kiên trì 3 năm, sau đó trở thành siêu nhân. Mà những người khác dùng phương pháp tương tự tiến hành huấn luyện lại trở thành một người bình thường tương đối cường tráng. Cho nên nói, cho dù là công pháp giống nhau, cũng là thay đổi tùy người. Nếu không hiểu nguyên lý, dứt khoát, Cố Thanh Phong cũng không quan tâm nữa. Dù sao cũng là chuyện tốt. Người xưa nói cũng tốt, nhưng hưởng chuyện tốt đừng hỏi nguyên nhân. Cố Thanh Phong tu luyện xong, tính thì ăn điểm tâm, bởi vì lúc này hắn đã tu luyện suốt một đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy lần trước ăn thịt lửa nướng cũng không tệ, vì thế liền đi ra ngoài. Cưỡi con ngựa tiểu liệt đến ngoại ô, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Bồ Yêu. Cố Thanh Phong không chút hoang mang, lấy lệnh bài Bồ Công Anh từ trong không gian dị độ ra nghe điện thoại di động. Cố Thanh Phong đi tới 10 dặm sườn dốc. Một câu của Bồ Yêu lặp đi lặp lại 3 lần. Cố Thanh Phong nghe xong, liền ném điện thoại di động trở lại không gian dị độ, tiếp tục đi về phía thịt lửa nướng. Trời đánh tránh bữa ăn, Bồ Yêu cứ để cho nó chờ đi. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong ăn no uống đủ, cuối cùng cũng đến 10 dặm sườn dốc. Hắn từ xa liền thấy được bóng hình của Bồ Yêu, không khỏi chào hỏi. Này Bồ Yêu, tìm ta có việc sao? Bồ Yêu lắc mình xuất hiện trước người Cố Thanh Phong. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao lại chậm như vậy? Không có gì, ta ăn một bữa thịt lừa nướng mà thôi. Ngươi ăn không? Ăn. Hả? Bồ Yêu học hư rồi, biết rõ ta chỉ khách sáo mời một tiếng, căn bản cũng không đem theo thịt lừa nướng. Hắn lại thật sự muốn ăn. Hơn nữa một đóa Bồ Công Anh như ngươi, ăn cái con khỉ ấy. Cố Thanh Phong vội vàng chuyển đề tài, nói, ngươi tìm ta có việc gì? Ta chuẩn bị cho ngươi một ít đồ. Bồ Yêu nói xong, liền lấy ra một cái mặt nạ bạc trắng, một viên đan dược, cùng với một tấm phù triện bằng ngọc. Cố Thanh Phong nhận lấy vật phẩm, vừa vào tay liền cảm giác được bảo khí nồng đậm trên đó. Và món đồ này tuyệt đối không phải là đá quý phi phàm. Đây là mặt nạ bạc trắng tên là Huyễn Linh Quỷ Diện. Người đeo vào có thể tùy ý biến hóa khuôn mặt cùng với đặc điểm hình thể, cũng thay đổi khí tức bản thân, tu vi. Cho dù là cường giả hóa long cảnh cũng rất khó coi phá ngụy trang. Phẩm cấp thiên giai hạ phẩm. Đan dược là phong ma đan, có tác dụng phục dụng trong thời gian ngắn cho người tiêu hao thể lực, đổi lên lực lượng cũng lâm vào trạng thái phong ma khát máu cùng giết chóc. Tuy rằng tác dụng phụ rất lớn, nhưng là bảo vật bảo mệnh tốt nhất. Ngọc phù là tiểu na di phù, một khi kích hoạt có thể thuấn di ngàn dặm, có thể tái sử dụng, nhưng tối đa chỉ có thể dùng 3 lần, không gian lực bên trong sẽ hao hết. Nghe Bồ Yêu giới thiệu xong, cả người Cố Thanh Phong đều choáng váng. Đây đều là cho ta. Huyễn Linh Quỷ Diện có thể giúp ngươi che giấu bản thân. Một khi bị người phát hiện, phong ma đan và tiểu na di phù có thể giúp ngươi trốn thoát. Những thứ này đều cho ngươi. Mà tất cả những gì ngươi cần làm là đi chấn ma ngục tới tầng thứ 3, thôn phệ huyết thần tử, triệt để tiêu diệt nó, từ đó làm suy yếu lực lượng của huyết ma. Cố Thanh Phong nghe xong lời Bồ Yêu, phản ứng đầu tiên là Bồ Yêu điên rồi, phản ứng thứ hai là không nói hai lời, trực tiếp thu vào nhẫn càn khôn. Mặc kệ hắn có điên hay không, dù sao đồ trong tay quan là của quan. Ông trời lão tử có tới rồi cũng không trả lại. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong phát hiện Bồ Yêu cũng không có chút ý định đổi ý nào, nhất thời yên tâm lại. Không hổ là cường giả hóa long cảnh, thật là chất. Cái méo gì gọi là không có tính người, cái này đúng gọi là không có tính người. Bà món bảo bối này đừng nói là thấy, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế mà lại còn có linh binh thiên giai chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giống như tình yêu. Mặc dù chỉ là một món linh binh phụ trợ, nhưng hóa long cảnh cũng khó có thể nhìn thấu. Điều này không phải cũng có nghĩa là ngoại trừ cường giả thần cảnh ra, không ai có thể nhìn thấu. Thần thứ đồ chơi này còn tầm thường hơn so với tình yêu, cho nên không đề cập tới, cho nên ước chừng chẳng khác nào không ai có thể nhìn thấu. Giàu to rồi, lần này thực sự phát tài rồi.
Cố Thanh Phong thấy Bộ Yêu hào phóng như vậy, đột nhiên cảm thấy trước kia mình có chút quá đáng. Sớm biết vậy, ta đã mang cho người ta một ít thịt lừa nướng rồi. Bộ Yêu, sao ngươi đột nhiên hào phóng như vậy? Có phải gần đây tu luyện ra thứ gì đó hay ho không? Cố Thanh Phong đột nhiên nghi hoặc nói, nét mặt của Bộ Yêu đầy vạch đen, trong lòng chửi ầm lên. Mẹ kiếp, người mới tu luyện ra thứ hay ho ấy, nếu không phải Huyết Ma đại nhân dặn dò, sợ ngươi trong thời khắc mấu chốt rớt dây xích, ai chịu đưa bảo vật cho ngươi chứ? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Được rồi, nói nhảm ít thôi. Về nhiệm vụ lần này, nếu ngươi không có nhu cầu gì khác, vậy thì trở về cố gắng tập làm quen những thứ ta đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Bộ Yêu nói xong liền muốn đi. Cố Thanh Phong vội vàng cản lại. Ê, đừng đi mà. Ai nói ta không có yêu cầu gì chứ? Người cho ta thêm chút thần thông bí thuật, đan dược phù trận, linh binh trận pháp, vân vân. Bộ Yêu nghe vậy, trong mắt tức giận chợt lóe. Mẹ kiếp, sao người không xin nhẫn cản khôn của ta luôn đi? Cái này làm sao mà được chứ? Có điều nếu người có lòng tốt, vậy ta cũng sẽ không từ chối đâu. Cố Thanh Phong nhúc nhích, gãi ót nói. Quả thực là ngang ngược. Bộ Yêu giận dữ hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ rời đi. Cố Thanh Phong thấy Bộ Yêu đi một mạch không ngoảnh đầu, nhất thời mất hứng. Hắn chửi, thái độ nhờ vả của ngươi đẻ, có ai nhờ vả như ngươi không? Quả cáp cũng không tặng, lời hay cũng không nói, còn ngoảnh đít bỏ đi. Ta mà làm giúp ngươi việc này mới là quái đản đó. Bộ Yêu, ngươi đợi đó cho ta. Nhiệm vụ ngày đó ông đây chắc chắn sẽ đi ngủ, ngủ từ sáng đến tối luôn. Vừa dứt lời, một bóng hình mờ mờ dần ngưng tụ lại trước mặt Cố Thanh Phong, chính là Bộ Yêu. Ồ, đây không phải Bộ Yêu sao? Sao lại quay lại rồi? Cố Thanh Phong lập tức cười cợt nhả nói, chỉ thấy sắc mặt Bộ Yêu rất tệ. Nó nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, cắn răng cắn lợi nói, Cố Thanh Phong, ngươi đừng có được đặt chân, lân đặt đầu. Ba món bảo vật ta cho ngươi, có món nào không phải giá trị liên thành không? Ngươi còn chưa thỏa mãn. Giá trị liên thành, ngươi nói thì hay gớm. Linh binh thiên giai đó chẳng có tính lực công kích nào, chỉ là vật phụ trợ. Phong ma đan thì cực kỳ nguy hại, cũng chỉ có tấm bùa tiểu na di là tạm tạm. Nhưng chỉ có thể dùng 3 lần. Ngươi đang tống cổ ăn xin đấy à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải mang cho ta 18 món linh binh thiên giai nữa. Nếu không ngày đó, ta chắc chắn sẽ ngủ. Bộ Yêu bị Cố Thanh Phong chọc tức đến run rẩy cả người. 18 món linh binh thiên giai, người coi nó là rau cải đấy à? Lòng tham không đáy và sự chơi cháo mặt dày của con người thời khắc này đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của Bộ Yêu. Cố Thanh Phong chết dẫm, nhân tộc chết dẫm, bọn ký sinh các người mặt dày vô sỉ, đề hèn hạ tiện, tham lam thành tính. Sẽ có một ngày ta nhất định sẽ diệt sạch các người. Bộ Yêu mắng chửi thậm tệ trong lòng, nhưng nó lại không dám trở mặt với Cố Thanh Phong, bởi vì tên này là kẻ điên, chọc giận một thằng điên chưa biết chừng sẽ gây ra tai họa. Hơn nữa Huyết Ma đại nhân đã dặn dò phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của Cố Thanh Phong, hết thảy phải lấy kế hoạch làm trọng. Thế là Bộ Yêu dằn lại cơn phẫn nộ, nói, linh binh thiên giai chân quý vô cùng, ta cũng chỉ có một món, ngươi đổi yêu cầu khác đi. Cố Thanh Phong là một người rất dễ nói chuyện, nếu người khác đã không có, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế là hắn chuyển sang yêu cầu thứ hai. Được, vậy ta không cần linh binh thiên giai nữa. Thế này đi, ngươi mở nhẫn cản khôn của ngươi ra cho ta xem tí, để ta tự chọn. Cố Thanh Phong! Bộ Yêu gằn từng chữ, ngươi nói lại lần nữa xem. Cố Thanh Phong hắng giọng một cái, giọng nói rõ ràng và trong trẻo. Mời ngươi mở nhẫn cản khôn ra, để cho ta chọn một chút. Vừa mới dứt lời, không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Trong nhất thời, áp suất không khí dường như hạ thấp hơn. Đôi mắt Bộ Yêu nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong, không nói một lời, khí thế toàn thân đáng sợ không ngừng ngưng tụ, giống như điểm báo núi lửa bùng nổ. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại như không thấy, tiếp tục nói, này,
ta cũng đã khách sáo, nói chữ mời rồi, hy vọng ngươi đừng có không biết điều. Tình cảnh xa và tĩnh lặng, một giây, hai giây. Đột nhiên Bồ Yêu bật cười, khóe miệng nó phác họa ra một nụ cười dữ tợn. Được. Bồ Yêu đáp ứng, ta có thể để cho ngươi lựa chọn từ trong nhẫn càn khôn. Nhưng mà có một điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý với điều kiện này, nhẫn càn khôn tặng ngươi luôn cũng được. Cố Thanh Phong tò mò, điều kiện gì? Bồ Yêu yên lặng lấy ra một tấm quyển trục bằng da người từ trên thân ném cho Cố Thanh Phong nói, đây là quyển trục của thiên ma huyết thể, chỉ cần ngươi thể với nó, nhiệm vụ ngày kia nhất định sẽ đi tầng 3 chấn ma ngục thôn phệ huyết thần tử, sau đó nhỏ máu của mình lên quyển trục là được. Một khi vi phạm thiên ma huyết thể thì sẽ bị phản thệ bởi thiên ma vực ngoại, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Quyển trục của thiên ma huyết thể chính là bảo vật Bồ Yêu lấy được từ bên trong di tích thượng cổ, tác dụng duy nhất chính là có thể phát thệ dưới sự chứng kiến của vô thượng thiên ma ở vực ngoại. Một khi vi phạm lời thề thì sẽ bị thiên ma phản vệ. Cho dù thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, cho dù là cường giả thần cảnh cũng không thể chịu được cái giá phải trả khi vi phạm lời thề. Loại bảo vật này nếu như dùng được thì thậm chí còn có giá trị cao hơn cả linh binh thiên giai. Vốn dĩ Bồ Yêu không có ý định cho Cố Thanh Phong dùng, dù sao nhiệm vụ cũng không khó, lại còn có lợi ích về tay, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ bằng lòng. Ai ngờ được đụng phải một quái thai nước đổ lá khoai, tham lam thành thói như Cố Thanh Phong, Bồ Yêu cũng là bị ép đến cùng đường bí lối. Nếu như lần này Cố Thanh Phong còn ngủ nướng, huyết ma thể nào cũng sẽ lột ra nó. Dựa theo đức hạnh của Cố Thanh Phong, cho dù lần này thỏa mãn dựa theo yêu cầu của hắn, thì tiểu tử này ắt hẳn cảm thấy còn có thể kiếm lời. Nói không chừng sẽ cố ý không hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục bắt trẻ tống tiền. Cho nên cho dù Bồ Yêu không nỡ đi nữa, cũng chỉ có thể dùng lên người Cố Thanh Phong. Hệ thống, thiên ma có được coi là yêu ma không? Cố Thanh Phong âm thầm hỏi trong lòng. Có. Hệ thống lạnh bằng trả lời. Cố Thanh Phong hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn có hơi vui vẻ. Nếu như mình vi phạm lời thề, vậy chẳng phải là vừa được hưởng thụ trận đòn của Bồ Yêu, nhân tiện thu lợi từ thiên ma. Bồ Yêu thật đúng là phúc tinh của ta. Tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt Cố Thanh Phong lại nhíu mày, bất mãn nói. Ý ngươi là gì đây? Không tin ta? Không ai dám làm trái thiên ma huyết thệ. Nếu như ngươi thành thật đi thực hiện kế hoạch, vậy thì ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ vi phạm lời thề, bị thiên ma phản vệ. Cho nên ký vào nó, ngươi cũng không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Chỉ cần ngươi lập thiên ma huyết thệ, nhẫn càn khôn của ta sẽ biếu ngươi luôn. Cố Thanh Phong giả vờ bối rối, suy nghĩ một hồi, thật ra trong lòng vui như nở hoa. Vậy ngươi đưa nhẫn càn khôn cho ta trước, ta liền lập lời thề. Bồ Yêu cũng không phí lời, lập tức tháo cái nhẫn màu đen mang phong cách cổ kính xuống, xóa đi dấu ấn của bản thân, rồi ném cho Cố Thanh Phong. Nó không sợ Cố Thanh Phong đổi ý. Cố Thanh Phong nhận lấy chiếc nhẫn, vội vàng mở ra xem, xém tí là bị ánh sáng sặc sỡ của đủ loại bảo vật chói mù mắt. Dọc vãi! Không hổ là tích lũy mấy trăm năm của cường giả quá lòng cảnh, vô số thiên tài địa bảo, đan dược linh binh, đồ tốt nhiều đếm không xuể, thậm chí còn có rất nhiều loại bảo vật đã biến mất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đừng xem nữa, thề trước đi. Bồ Yêu lòng đang dỉ máu, vội vàng thúc giục. Đây chính là toàn bộ tài sản của nó đó. Ngoại trừ mấy món bảo bối quan trọng nhất mang theo bên người, thì còn lại đều ở bên trong. Hiện tại đều đã bị Cố Thanh Phong lấy đi. Nhưng Bồ Yêu xót của một hồi, cũng chỉ đành buông bỏ. Ngược lại chỉ cần Cố Thanh Phong hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, đến cuối cùng không còn giá trị lợi dụng nữa, những thứ này còn có thể trở lại trong tay mình. Việc hiện tại mình phải làm chính là thuận theo hắn là được. Cố Thanh Phong bị dịn đóng nhẫn càn khôn lại, sau đó bắt đầu lập lời thề. Sau khi thề xong lại nhỏ một giọt máu lên quyển trục. Kể từ khi thu được Hắc Long bất diệt thân, Cố Thanh Phong muốn nhỏ máu
cũng không cần cắt ngón tay nữa. Hắc Long bất diệt thân có tốc độ tái sinh siêu phàm, lực phục hồi tay chân bị gãy, chảy máu cực kỳ mạnh. Lực khống chế đối với thân thể đạt tới một mức độ tinh tế. Hắn hoàn toàn có thể khống chế được lượng máu của mình khi rỉ ra khỏi da. Khi huyết dịch nhỏ lên quyển trục, trong nháy mắt, quyển trục đó đột nhiên sáng lên. Dường như nó nhận được một loại lực kéo nào đó mà bắt đầu chậm rãi bay lên, sau đó dần dần tan biến trong hư không. Cùng lúc đó, Cố Thành Phong cảm thấy dường như sâu trong tâm linh xuất hiện một sợi dây vô hình gắn liền với bản thân, mà đầu dây bên kia chính là hư không. Sợi dây không có thực thể, không thể chạm vào, cũng không thể ảnh hưởng gì đến thân thể, nhưng lại có thể cảm giác được sự tồn tại của nó rất rõ ràng. Nó giống như là một loại khế ước hoặc như là một loại nguyền rủa. Bất cứ ai làm trái lời thề đều phải chịu sự trừng phạt khó mà tưởng tượng. Bộ yêu thấy thiên ma huyết thệ có hiệu lực, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đủ loại hành vi trước kia của Cố Thanh Phong, nó vẫn cảm thấy không chắc chắn. Ngộ nhỡ tiểu tử này bị teo não, nhất định phải thử một lần uy lực của thiên ma huyết thệ thì phải làm sao? Nó không khỏi phổ cập lại cho Cố Thanh Phong cả buổi trời về chỗ đáng sợ của thiên ma huyết thệ. Người làm trái lời thề, kết cục còn đáng sợ hơn cả chết. Cố Thanh Phong càng nghe càng kích động, thật muốn mau mau thử nghiệm một chút. Thông qua lời giới thiệu của bộ yêu, hắn cũng đã hiểu rõ thiên ma nơi vực ngoại là sự tồn tại vô thượng thế nào. Sự tồn tại này vốn không phải thuộc về thế giới này, mà là một sức mạnh tách rời khỏi thế giới. Cường giả thần cảnh cùng lắm chỉ được xưng là lục địa thần tiên, vẫn thuộc thế giới trong, nhưng thiên ma chắc chắn là thế giới ngoài. Khoảng cách giữa hai bên mắt thường có thể thấy. Bộ yêu phổ cập khoa học xong cũng không nói thêm gì nữa, mà là vỗ bả vai Cố Thanh Phong, bảo hắn tự thu xếp ổn thỏa, sau đó liền rời đi. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh! Ký chủ nhận được công kích của bộ yêu, chúc mừng ký chủ lĩnh hội truy hồn thuật. Vờ lờ, tình huống gì đây? Cố Thanh Phong sửng sốt, bộ yêu trộm đánh ta lúc nào đấy? Với lại truy hồn thuật là cách quỷ gì? Cố Thanh Phong đầu toàn dấu hỏi chấm, nhưng sau khi thông tin về truy hồn thuật tràn vào trong đầu, hắn lập tức đã minh bạch. Cái gọi là truy hồn thuật chính là truy hồn định vị, tương tự như vệ tinh định vị vậy. Xác định vị trí của linh hồn ngươi, người thi thuật có thể nắm rõ vị trí của người trúng thuật, mà điều kiện thi thuật chính là tiếp xúc thân thể. Miễn ạ, hèn gì hồi nãy bổ yêu vỗ bả vai lão tử, thì ra là không yên tâm về lão tử, cho nên mới cài định vị. Này, bổ yêu! Cố Thanh Phong gọi bổ yêu đang trực đi. Bổ yêu nhíu mày, cho rằng Cố Thanh Phong lại muốn đề xuất yêu cầu vô lý gì nữa. Ai biết Cố Thanh Phong lại đi thẳng tới, trong ánh mắt ngỡ ngàng của bổ yêu, vỗ vai nó một cái. Người cũng tự thu xếp ổn thỏa. Sau đó Cố Thanh Phong quay đầu bỏ đi. Bổ yêu nhìn bóng lưng Cố Thanh Phong, chân mày càng nhíu sâu hơn. Nó luôn cảm thấy Cố Thanh Phong là như vậy, hình như có thâm ý gì đó. Lẽ nào hắn đã phát hiện ta dùng truy hồn thuật định vị rồi sao? Không thể nào. Truy hồn thuật chính là bí thuật thượng cổ. Loại thủ đoạn này, ngoại trừ huyết ma đại nhân, người lĩnh ngộ được thần ý mới có thể phát hiện. Bằng không cho dù là cường giả hóa long cảnh giống như mình cũng không phát hiện được. Cố Thanh Phong lại càng không thể nào. Suy tư chốc lát, bộ yêu liền kết luận hành vi lúc nãy của Cố Thanh Phong là bị bệnh thần kinh. Dù sao ý nghĩ của hắn khác với người thường, có lẽ hắn thấy đập bả vai giống như chửi người ta, người khác chửi người một câu, người nhất định phải chửi lại. Bồ yêu lắc đầu, cũng bỏ đi. Chỉ là bồ yêu không biết một điều, Cố Thanh Phong dựa vào hệ thống, không chỉ phát hiện ra mà còn thuận tay cho hắn một chiêu truy hồn thuật. Trở lại trấn Ma Ti, Cố Thanh Phong vội vàng thông qua truy hồn thuật cảm nhận vị trí của bồ yêu. Trong cảm nhận của hắn, bồ yêu hình như cũng đang thuấn di, nhanh chóng di chuyển về hướng Tây. Chưa mất bao lâu đã chạy được mấy trăm dặm, cuối cùng nó dừng lại ở phía Tây cách đây ngàn dặm. Cố Thanh Phong tỉ mỉ cảm giác, phát hiện vậy mà nó đang ở sâu trong lòng đất. Cảm nhận một hồi lâu
thấy Bổ Yêu vẫn không thay đổi vị trí. Đến lúc này, hắn đã có kết luận cơ bản, chỗ nọ nhất định là sào huyệt của Huyết Ma giáo. Huyết Ma đại nhân mà hắn luôn mong ngóng, chắc chắn cũng ở đó. Đột nhiên một ý nghĩ tuyệt diệu lóe lên trong đại não Cố Thanh Phong, chỉ mới suy nghĩ một chút đã khiến cho hắn kích động đến run cả người. Đã tống của Bổ Yêu bao nhiêu tiền, toàn bộ gia sản cũng đã lấy đi, nó cũng sắp mãn đến nơi. Làm người không thể chỉ nhắm vào một đối tượng được. Hơn nữa cho dù cho leo cây cũng phải 3 ngày một lần. Chu kỳ báo thù quá dài, không bằng chơi một vố lớn. Cẩn thận suy nghĩ, hoàn thiện kế hoạch trong lòng, Cố Thanh Phong lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên quẩy thì quẩy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời gian sung sứ luôn ngắn ngủi, đã đến cái đêm giao hẹn của Cố Thanh Phong và Bổ Yêu. Giờ hợi, giọng nói của Bổ Yêu giống như đồng hồ báo thức truyền ra từ đóa bổ công anh màu máu. Cố Thanh Phong, đừng ngủ nữa, nên hành động rồi. Lệ Thiên Nhận đã bị dẫn đi, đừng quên thiên ma huyết thể của ngươi. Một câu nói liên tục lặp lại 3 lần. Cố Thanh Phong phiền không chịu được, hắn chỉ hận không có nút tắt của đồng hồ báo thức. Đợi giọng nói của Bổ Yêu biến mất, Cố Thanh Phong mang huyễn linh quỷ diện lên, bắt đầu nặn mặt. Không thể không nói, nặn mặt rất gây nghiện. Hắn ước chừng nặn trong một nén hương, cuối cùng đã nặn ra một dung mạo đẹp trai, ngầu lòi không phân cao thấp với mình. Nhưng tướng mạo lại hoàn toàn khác biệt. Cụ thể đẹp cỡ nào, đại khái thì tương đương với Ngô Ngạn Tổ, Bành Vu Yến, Kim Thành Vũ kết hợp lại. Sau khi nặn xong mặt, Cố Thanh Phong lại bắt đầu điều chỉnh, che giấu hoàn toàn hơi thở của bản thân. Mọi chuyện đã sẵn sàng, lúc này mới thừa dịp đêm khuya phát động di hình hoán ảnh, chạy thẳng tới chấn ma ngục. Khi Cố Thanh Phong bên này đang hành động, trong địa cung Huyết Ma giáo, Bổ Yêu vẫn luôn quan sát vị trí thông qua truy hồn thuật, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Kế đó quay đầu sang Huyết Ma báo cáo. Huyết Ma đại nhân, tiểu tử Cố Thanh Phong này, hôm nay cuối cùng cũng không còn ngủ nữa, hắn đã hành động. Huyết Ma nghe vậy, cuối cùng cũng cho Bổ Yêu một ánh mắt hài lòng. Ngươi làm rất tốt. Chờ sau khi Cố Thành Phong nuốt hết 5 giọt huyết thần tử còn lại, lúc đó hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, ta sẽ khiến cho hắn phải nhả ra nhẫn cản khôn của ngươi. Đà tạ Huyết Ma đại nhân, Bổ Yêu cung kính đáp lời. Tầng 3, chấn ma ngục. Cố Thanh Phong dựa vào bổ công anh màu máu mà Bổ Yêu đưa cho, một đường thẳng tiến đến tầng 3 mà không gặp chút trắc trở gì. Quả thực có thể dùng xuôi chèo mát mái để hình dung. Những trận pháp cứ như đồ trang trí, không hổ là hóa long cảnh. Về phần các trừ ma sứ canh gác tầng 3, Cố Thanh Phong dựa vào di hình hoán ảnh, cộng thêm siêu sức mạnh của Hắc Long bất diệt thân, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của bọn hắn. Cố Thanh Phong đứng tại lối vào tầng thứ 3, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tối tăm, ngột ngạt, giống như 2 tầng trước. Nhưng khác biệt duy nhất là tầng thứ 3 vô cùng trống trải, chỉ có một phòng giam. Căn phòng giam bị chắn bởi cánh cửa bằng đồng, được khắc đầy biểu tượng thần bí huyền ảo. Xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được sức mạnh niêm phong bao la cuồn cuộn trên cánh cửa đồng. Sức mạnh cấp bậc này căn bản không phải thứ tông sư cảnh có thể đánh vỡ. Nếu như không phải có Bổ Yêu giúp đỡ, vậy Cố Thanh Phong cũng chỉ có thể thô bạo phá cửa thôi. Cố Thanh Phong chậm rãi đi về phía cửa đồng. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, sức mạnh cấm chế tràn lan tạo cho thân thể hắn một cảm giác bức bách, giống như mỗi bước đi trên thân liền vác thêm một ngọn núi lớn. Nhưng có Hắc Long bất diệt thân tăng cường tinh thần và thể xác, giúp Cố Thanh Phong không chịu chút ảnh hưởng nào. Chẳng trách tầng thứ 3 không có ai canh gác, chỉ có thủ vệ bên ngoài. Thì ra nơi này sức mạnh niêm phong biến thái như thế. Trong thời gian dài, người bình thường e rằng sẽ bị ép chết tươi. Đi tới bên cạnh, hắn móc bồ công anh màu máu ra. Bồ công anh màu máu giống như đang sống, trong lao ngục không lọt tí gió nào, lại tự bay lên, lẳng lặng phiêu đãm đáp trên cánh cửa đồng. Trong phút chốc, bồ công anh và cánh cửa bằng đồng
đồng thời tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Một tia sáng màu đỏ máu và một tia sáng màu xanh lam cùng chiếu sáng. Cũng may tầng bên trong không có ai, lại còn là một không gian khép kín, nếu không ánh sáng này nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Một lát sau, huyết quang từng bước nuốt chửng ánh sáng xanh, hầu như không còn gì nữa. Đến lúc này, sức mạnh phong ấn trên cửa lớn làm bằng đồng đã tiêu tán không còn dấu vết. Cố Thành Phong cất đóa bổ công anh đã không còn tươi đẹp nữa, tiến lên đẩy cửa lớn ra. Ngay lập tức, nhìn thấy mấy trăm sợi xích sắt, giống như mạng nhện chẳng chịt răng khắp phòng giam. Một đầu của sợi xích sắt được liên kết với các bộ phận khác nhau của vách tường phòng giam. Trên dưới, trái phải, gần như tất cả. Trên những sợi xích sắt này đều khắc hoa văn huyền ảo. Bên trong thỉnh thoảng còn có ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Giống như dòng điện dẫn điện, dây xích chính là dây điện. Còn chỗ mối nối trung tâm của hơn trăm sợi xích sắt này bị khóa bằng một chiếc hộp đen chế tạo từ sắt đen. Dễ nhìn thấy như thế, ngay cả là một kẻ ngốc cũng biết nhốt bên trong chính là huyết thần tử rồi. Lúc này bộ công anh đã có chút héo úa, lại một lần nữa không có gió tự bung lên, không chút do dự nhào về phía dây xích sắt. Huyết quang và lam quang cùng chiếu sáng tương ứng, tràn ngập cả phòng giam, không ngừng biến hóa, vô cùng tráng lệ. Sau khoảng chừng nửa nén hương, ánh sáng tiêu tán, bộ công anh trong nháy mắt tàn lụi, tan thành mây khói. Xích sắt cũng tự tháo ra, chiếc hộp đen cũng rơi xuống. Cố Thành Phong sải bước về phía trước để bắt lấy chiếc hộp. Sức mạnh niêm phong trên chiếc hộp này đã được tiêu tan, nhưng vẫn cần chìa khóa để mở nó ra. Nhưng đối với Cố Thành Phong mà nói cũng không phải việc khó. Chỉ thấy hắn hơi dùng sức, chiếc hộp mở ra bởi sức mạnh, lộ ra huyết thần tử tươi sáng đẹp đẽ bên trong. Huyết thần tử này dường như bị người thi triển thủ đoạn gì đó, linh hồn còn sót lại của huyết ma bên trong chìm vào giấc ngủ say, giống như vật chết vậy. Cố Thành Phong cầm lấy huyết thần tử nhìn một chút, không nhịn được có chút cảm khái. Cái này cũng quá thuận lợi rồi. Theo lý thuyết, những giỏ heo trên mạng trước khi lấy được bảo vật, không phải lúc nào cũng sẽ gặp phải một chút trắc trở sao, nếu không làm thế nào có nhiều chữ. Đang lẩm bẩm, đột nhiên một đạo kiếm khí vô hình bắn tới từ phía sau lưng Cố Thành Phong. Cố Thành Phong không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí công kích sau lưng của mình, trong lòng lại âm thầm thở dài. Thật đúng là cái mỏ quá đen. Linh giác của hắn sớm đã cảnh cáo, có người đánh lén hắn, hơn nữa thực lực cấp độ khoảng chừng tông sư tam trọng. Cố Thành Phong cũng không để vào mắt loại công kích cấp bậc này, ngược lại rất muốn thử lực phòng ngự của bản thân. Keng! Một tiếng va chạm của kim loại vang lên, sau lưng Cố Thành Phong hơi chuyển đến một chút cảm giác, giống như hắn đang bị đẩy. Trong khi đó, đinh! Ký chủ bị hồ yêu tấn công, lực phòng thủ cộng 100. Tông sư tam trọng hiện tại chỉ có thể cộng thêm 100 thôi sao? Hơi yếu một chút. Không đúng, tại sao công kích hắn là yêu ma, chứ không phải là trừ ma sứ chứ? Chẳng lẽ là yêu ma trong trấn ma ngục chạy ra ngoài rồi? Cố Thành Phong vội vàng xoay người lại, vừa nhìn nhất thời sửng sốt. Thật đúng là một gương mặt quyến rũ. Chỉ thấy một vị nữ tử xinh đẹp quyến rũ, mặc trang phục màu đen bó sát người. Vóc người xinh đẹp, đang đứng với một thanh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Cố Thành Phong, giống như đang đối đầu với một kẻ thù đáng gờm. Nữ tử quyến rũ nhìn thấy Cố Thành Phong quay đầu lại, sau khi nhìn thấy mặt hắn cũng ngay lập tức sững sờ. Trên thế gian này lại có nam tử anh tuấn như vậy, thật là một khuôn mặt tuấn tú, dường như là một kiệt tác của tạo hóa. Mỗi một đường nét giống như đều được tỉ mỉ điêu khắc, có thể nói là hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào. Cố Thành Phong phục hồi tinh thần lại, thấy nữ tử vẫn nhìn chằm chằm mặt mình, không nhịn được âm thầm đắc ý. Nhất định bị khuôn mặt tuấn mỹ mà hắn dày công nửa ngày nặn ra mê hoặc rồi. Nhìn chút tiền đồ này của nàng ta, nếu lão tử tháo mặt nạ xuống, nàng ta có phải liếc mắt một cái thì đã đổ phục rồi không? Chỉ là sao nữ nhân này lại cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Linh quang của Cố Thành Phong chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến. Mẹ kiếp, mẹ nó, nữ nhân này không phải là tiên thiên tông sư,
ngay đó trốn ở trong góc phòng của Lệ Thiên Nhận sao? Thông qua linh giác, Cống Thành Phong có thể cảm giác rõ ràng khí tức trên người hai người giống nhau như đúc. Hắn mơ hồ nhớ tới, lúc ấy mình vừa chém giết xong Kính Yêu, sau đó đã bị Lệ Thiên Nhận gọi qua nói chuyện. Khi đó dựa vào linh giác vừa vào cửa, đã cảm giác được trong phòng ngoại trừ Lệ Thiên Nhận ra còn có một vị tông sư ẩn nấp ở chỗ tối. Lúc ấy mình còn ngây thơ cho rằng đó là người thuộc ám ti của Trấn Ma Ti. Ai ngờ Lệ Thiên Nhận mắt to mày rậm kia lại phản bội nhân tộc, chơi kim ốc tàng kiều, nuôi một con hồ yêu, còn cố tình nuôi ở Trấn Ma Ti nữa chứ. Ta ở Trấn Ma Ti nuôi hồ yêu, lợi hại, cũng có thể viết thành một quyển tiểu thuyết rồi. Lệ Thiên Nhận làm vậy là lợi dụng chức quyền, ỷ vào mình là lão đại, trưởng quản toàn bộ Trấn Ma Ti, bật các loại đèn xanh cho hồ yêu, để cho nàng ta vào trong văn phòng của hắn ta. Khó trách tiểu tử này luôn trốn ở văn phòng không chịu ra, người không biết còn tưởng rằng hắn ta đang đọc sách. Nếu hắn có một vưu vật như vậy, văn phòng chính là nhà của hắn rồi. Cố Thanh Phong đang suy tư, nữ tử cũng đã phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, nói: "Ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào Trấn Ma ngục?" "Này này này, một hồ ly tinh như ngươi, có phải nhập vai diễn quá sâu rồi hay không? Ta xông vào Trấn Ma ngục thì liên quan cái rắm gì tới ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là trừ ma sứ sao?" Nữ tử sợ hãi ngạc nhiên, nàng ta tuyệt đối không ngờ tới người trước mắt này lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân thân của mình. Phải biết rằng gia tộc Hồ Yêu giỏi nhất chính là am hiểu thuật biến hóa khôn lường. Sau đó lại suy nghĩ đến vừa rồi người này cứng rắn chịu một chiêu của bản thân mà không bị thương, và lại khí tức quanh thân thu lại hoàn toàn, nàng ta có thể dễ dàng đoán được người trước mắt này tu vi hơn xa mình, ít nhất là giai đoạn sau tông sư, thậm chí đại tông sư, không thể địch lại. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử đột nhiên nở nụ cười quyến rũ. Giây phút đó, ma ti ngục mờ mịt, dường như đều sáng bừng lên. Tiền bối có nhãn lực tốt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu chân thân của nô gia. Giọng nói của nàng ta ngọt ngào, nụ cười cũng quyến rũ động lòng người. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ Lệ Thiên Nhận. Đinh, ký chủ bị hồ yêu tấn công, quyến rũ cộng 69. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, lập tức trong lòng giận dữ, nói với hệ thống: "Ta lại không trúng mị thuật của nàng ta, ngươi thêm thuộc tính gì? Hơi nữa mị lực của ta đã đầy lâu rồi, ngươi làm sao tăng thêm được?" Hệ thống rơi vào im lặng và không trả lời hắn. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngay lập tức chiếu sáng phòng giam âm u. Keng! Cố Thanh Phong cảm giác cổ họng có chút ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay cầm lấy mũi kiếm của nữ tử đang đặt ở cổ họng mình, di chuyển lên xuống cổ họng, giải tỏa cơn ngứa, sau đó buông tay ra. Nữ tử ngơ ngác thu hồi trường kiếm, nhìn mũi kiếm đã bị mài phẳng, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt đã biến mất. Quyết đoán của nàng ta làm cho Cố Thanh Phong có chút sững sờ, thế cho nên hắn không nghe thấy âm thanh thông báo hệ thống gia tăng phòng ngự. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, không thèm quan tâm đến nữ tử kia nữa, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Đêm nay hắn có việc lớn, không thể mất thời gian. Vì thế Cố Thanh Phong định rời đi, chỉ là vừa mới đi được hai bước, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm về phía góc trái trong phòng giam. Chỉ thấy không gian nơi đó lại xảy ra vặn vẹo, mắt thường có thể thấy được. Cố Thanh Phong lúc đó ở trong âm vực của Kính Yêu, soát được thuộc tính không gian, còn thu được không gian dị độ, cho nên hắn có cảm giác rất nhạy bén đối với không gian. Không gian ở góc trái rõ ràng bị người động tay động chân, hiện tại nó xuất hiện vì tàn dư của hai người đánh nhau. Vừa rồi hai chiêu của nữ tử kia tuy rằng nhìn qua hời hợt, thậm chí đối với Cố Thanh Phong mà nói, nó có chút buồn cười. Nhưng dù sao cũng là cường giả cấp bậc tông sư thực sự, uy lực không cần nói quá nhiều cũng biết. Cố Thanh Phong tò mò, đi đến góc bên trái, nhìn không gian vạn vẹo. Rốt cuộc là cái thứ gì có thể giấu cùng một chỗ với huyết thần tử chứ? Cố Thanh Phong bỗng nhiên thò mạnh bàn tay trắng nuột vào trong không gian vạn vẹo. Sau khi hắn lại lần nữa rút tay ra, trong tay bỗng nhiên có thêm một quyển sách cổ ố vàng.
chỉ thấy trên bìa sách cổ viết 5 chữ lớn: Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Cố Thành Phong hơi kinh ngạc, Nhất Tự Trúc Âm Kiếm, cái tên này có liên quan gì với Nhất Tự Phần Dương Kiếm chứ? Với chút hiếu kỳ, Cố Thanh Phong không nhịn được mà lật xem. Trong khi đó, trong một khu rừng cách quận Ngô Đồng mấy trăm dặm, Lệ Thiên Nhận vừa mới giải quyết xong đạo nhân chó hoang của Huyết Ma Giáo, một thân y bào không tì vết, trong tay cầm một cái đầu chó đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng. Bỗng dưng sắc mặt Lệ Thiên Nhận đột nhiên thay đổi, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm về hướng Trấn Ma Ti. Làm sao có thể? Ta đã thiết lập không gian cấm chế, sao lại có thể bị phá vỡ? Tầng thứ ba của Trấn Ma Ngục, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Không tốt, Nhất Tự Trúc Âm Kiếm, còn có Huyết Thần Tử. Sắc mặt Lệ Thiên Nhận biến đổi lớn, hắn ta nhìn đầu chó trong tay, trong nháy mắt đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Khó trách mấy ngày nay, yêu nhân của Huyết Ma Giáo lại khác thường như thế. Thật sự là điệu hồ ly sơn. Chúng kế rồi. Lệ Thiên Nhận trong lòng lo lắng, sắc mặt cực kỳ âm u. Hắn ta bỗng nhiên phát lực, dưới chân ngay lập tức tạo ra một cái hố sâu. Thân hình của hắn ta mượn lực phản chấn, trong nháy mắt bay lên không trung, bay về phía quận Ngô Đồng. Hắn ta lo lắng cho Nhất Tự Trúc Âm Kiếm hơn Huyết Thần Tử, bởi vì Huyết Thần Tử bị hơn trăm sợi xích cấm chế khóa chặt. Sức mạnh cấm chế của loại cấp độ này, cho dù là mấy vị Tiên Thiên Tông Sư hợp lực, cũng không cách nào loại bỏ trong mấy ngày được. Còn Nhất Tự Trúc Âm Kiếm thì khác, hắn ta bố trí không gian cấm chế, chỉ là che giấu, nhưng lại rất yếu ớt. Dù sao sức mạnh không gian cực kỳ huyền ảo, người bình thường khó có thể khống chế. Lệ Thiên Nhận, hắn ta có thể thi triển ra, đã xem như thiên hạ kỳ tài rồi. Miễn bản đến chất lượng. Trên đường đi, đại não của hắn ta nhanh chóng vận chuyển, một số manh mối từ quá khứ đều phản chiếu vào trong đầu. Hắn ta nhớ tới vị Tiên Thiên Tông Sư thần bí của Huyết Ma Giáo trước đây xuất hiện ở ngoại ô quận Ngô Đồng, kết hợp Bạch Cốt Yêu Hỏa và Nhất Tự Phần Dương Kiếm hủy diệt một ngọn núi thị uy với hắn ta. Lúc ấy bản thân đã nhìn thấu mưu kế của người kia, hiểu được mục đích của người kia là Nhất Tự Trúc Âm Kiếm, cho nên cố ý không nhìn vào chỗ che giấu của Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Về sau người kia quả nhiên không xuất đầu lộ diện, chỉ là không ngờ sau một thời gian dài, người kia lại có thể tìm được Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Chết tiệt, rõ ràng ta đã nhìn thấu mưu kế của người kia, cũng không có nhìn Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Rốt cuộc người kia làm sao phát hiện ra chỗ che giấu? Bỗng dưng Lệ Thiên Nhận chợt nghĩ đến, khi tất cả địa phương người đều tìm không thấy, sau đó có một chỗ cấm địa không cho ai vào, tên ngốc kia cũng đoán được đồ vật đang ở cấm địa. Còn cấm địa này tất nhiên là Trấn Ma Ngục. Khôn lắm, dại nhiều. Cố Thanh Phong lật xem Nhất Tự Trúc Âm Kiếm xong, bất chợt bừng tỉnh. Võ kỹ này vậy mà đồng bộ cùng Nhất Tự Phần Dương Kiếm. Hai thứ này hợp nhất có thể tạo thành võ kỹ thiên cấp, Thập Tự Minh Viêm Kiếm. Nhất Tự Trúc Âm Kiếm tính chất trái ngược hoàn toàn với Nhất Tự Phần Dương Kiếm. Nếu như nói Nhất Tự Phần Dương Kiếm dùng chính là dương hỏa, vậy thì Nhất Tự Trúc Âm Kiếm dùng chính là âm hỏa. Âm hỏa là gì? Đó là một ngọn lửa hoàn toàn trái ngược với bản chất nóng của ngọn lửa. Ngọn lửa bình thường sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên, nhưng âm hỏa thì ngược lại, làm cho nhiệt độ giảm. Nhất Tự Trúc Âm Kiếm uy lực càng mạnh, phẩm cấp của nó đạt tới địa giai trung phẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là hai môn kiếm pháp này thiếu đi phần quan trọng nhất, thế cho nên cũng không thể tạo thành võ kỹ thiên giai. Phần quan trọng nhất chính là âm dương giao hòa. Khi dương hỏa nóng rực kết hợp với âm hỏa lạnh như băng, âm dương giao hòa sẽ sinh ra phản ứng năng lượng cực lớn, mà phản ứng năng lượng này chính là điểm mấu chốt của võ kỹ thiên cấp. Đọc đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên đầu óc mở rộng. Tuy rằng thiếu đi pháp môn của âm dương giao hòa, nhưng bản chất của nó là âm hỏa và dương hỏa giao với nhau, cũng chính là sự giao hòa của hỏa diễm. Vậy chẳng phải có nghĩa là bản thân có thể thông qua ngự hỏa thiên phú cưỡng ép khống chế hai thứ dung hợp mà không cần pháp môn sao? Cố Thanh Phong nghĩ đến đây thì có chút hưng phấn, nhưng tình hình cụ thể còn cần phải thí nghiệm. Trước hết, hắn cần tìm một môn âm hỏa trước,
Sau khi cất xong nhất tụ trúc âm kiếm, Cố Thanh Phong thi triển di hình hoán ảnh, rời khỏi ngục trấn ma. Vừa rồi tiếng động giao thủ với hồ yêu có chút lớn, một số trừ ma sứ đã bị kinh động. Đợi Cố Thanh Phong vừa mới rời đi, bỗng một ánh sáng hình trụ chói mắt từ trấn ma tỷ bắn ra, xé rách hắc ám, bắn về phía chân trời. Chốc lát, cả trấn ma tỷ giống như ban ngày. Đó là kính chiếu yêu cảm nhận được khí tức của huyết thần tử, bắt đầu cảnh cáo. Khi ánh sáng hình trụ này sinh ra, cùng lúc đó trấn ma tỷ ở bốn phương hướng Nam Bắc Tây Trung của Vương Triều Đại Viêm cũng bắn ra một cột sáng, tương ứng với ánh sáng hình trụ của trấn ma tỷ ở quận Ngô Đồng. Lúc này, vô số trừ ma sứ đều giật mình tỉnh giấc. Bọn họ nhìn ánh sáng của kính chiếu yêu đều hiểu được nguyên nhân một chuyện. Trong lúc đó, tổng bộ trấn ma tỷ của Vương Triều Đại Viêm bắt đầu hạ xuống từ mệnh lệnh khẩn cấp, huy động vô số trừ ma sứ, phòng ngừa huyết ma hồi phục. Mà lúc này, Cố Thanh Phong, kẻ thủ phạm chính đang hưởng thụ quà tặng đến từ ngoại vực thiên ma. Lúc trước hắn dựa theo yêu cầu của bộ yêu mà thề, nội dung là đi đến tầng thứ 3 của trấn ma ngục, thôn phệ huyết thần tử. Nhưng hiện tại, Cố Thanh Phong đã vi phạm lời thề, bởi vì hắn không có thôn phệ, mà trực tiếp mang huyết thần tử ra ngoài. Đương nhiên tất cả đều là Cố Thanh Phong cố ý. Khi Cố Thanh Phong nhìn thấy kính chiếu yêu của trấn ma tỷ tỏa sáng rực rỡ, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao bộ yêu nhiều lần nhấn mạnh nhất định phải thôn phệ huyết thần tử mà không phải mang ra ngoài. Hóa ra huyết thần tử có kính chiếu yêu trông coi. Một khi trận pháp ngăn cách khí tức bị phá, huyết thần tử rời khỏi ngục trấn ma, kính chiếu yêu sẽ cảnh cáo. Nhưng mà lúc này, Cố Thanh Phong cũng không có thời gian suy nghĩ cái gì khác. Chỉ sợ, sợi chỉ lời thề máu thiên ma cuốn lấy trên người hắn đã động đậy. Đầu dây nối liền hư không, dường như xuất hiện một vị tồn tại vĩ đại, chí cao vô thượng. Hắn ta lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong, trong tay đang cầm sợi dây. Đó là một người không biết nên dùng ngôn ngữ nào để miêu tả, là sự tồn tại không thể diễn tả. Thần vừa giống như một vị thần đang quan sát nhân gian, lại giống như ma đầu đảo lộn trời đất. Thân thể của thần có vẻ vô cùng to lớn, che kín cả một mảng trời. Dù mắt thường cũng chỉ nhìn thấy một góc băng sơn của thần. Nhưng mà hình như thần lại không tồn tại. Sự xuất hiện của thần không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến vạn vật, cũng không có sinh linh nào có thể phát hiện. Có thể nhìn thấy thần đang tồn tại, cũng chỉ có một mình Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa chấn động, vừa hưng phấn nhìn quái vật khổng lồ trong không khí. Chỉ một chút thôi, một luồng thần uy mênh mông vô tận đâm trúng vào mắt của hắn. Một khắc này, Cố Thanh Phong cảm giác mình đang nhìn vào mặt trời ở khoảng cách gần. Đinh! Ký chủ đã bị lời thề thiên ma công kích. Chúc mừng ký chủ nhận được phá vọng chi đồng. Hai mắt của hắn trở nên sáng tỏ chưa từng thấy trước đây, sáng lại như sao trời. Còn giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng thấy rõ toàn cảnh lời thề của thiên ma, cũng hiểu được sự tồn tại kinh khủng trước mặt, cũng chẳng qua chỉ là một hình chiếu mà thôi. Hình chiếu này cơ bản không có thực thể, có chăng chỉ là ma khí vô cùng vô tận và vô số đường cong thần bí, huyền ảo đan cài vào nhau. Ma khí không ngừng quay cuồng, đường cong cũng không ngừng biến hóa. Bên trong đám ma khí đang quay cuồng như ẩn như hiện lên một địa ngục, trong đó tràn ngập ác quỷ tu la, còn thấy cả những linh hồn đang chịu hình phạt cực kỳ tàn ác. Còn ở bên trong đường cong khuôn cách kia tràn ngập lời thề dệt thành ký hiệu huyền ảo mênh mông như ngân hà. Ở đây người gần như có thể trông thấy lời thề của cả thế gian. Cố Thanh Phong bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Giờ phút này hắn mới ý thức được thế giới này nhất định còn ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết. Cho dù là thần cảnh trong truyền thuyết thì cũng chưa chắc là điểm cuối cùng. Chí ít thì lời thề thiên ma này cũng chỉ là một hình chiếu ở cách xa thần cảnh. Chỉ nhìn thoáng qua liền có thể được phá vọng chi đồng. Loại tồn tại này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Phá vọng chi đồng có thể nhìn thấu tất cả hư ảo của thế gian, thậm chí có thể nhìn thấy phép tắc của trời đất. Đột nhiên, hình chiếu lời thề thiên ma chuyển động, giống như nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, sợi dây kết nối trên linh hồn của Cố Thanh Phong giống như bắt đầu thu lại. Có một loại cảm giác lôi kéo truyền đến từ trong linh hồn. Cố Thanh Phong hiểu
đây là vì mình vi phạm lời thề, nên lời thề thiên ma muốn đưa linh hồn của mình xuống địa ngục, trong cơ thể của thần, vĩnh viễn tra tấn, không được siêu sinh. Tập 19 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.